Và xin được đồng ý với tất cả các bạn để ngày hôm nay luôn là ngày hôm nay là ngày sinh nhật của ca sĩ Thần Tú Quỳnh. Và anh sẽ chúc cho em một sinh nhật mới sắp tới sẽ có nhiều thành công hơn, nhiều lắm hơn và luôn hạnh phúc. Đúng là một ngày rất là đặc biệt với chị Đông Nhi, cho nên là Quỳnh đã bay từ Đà Nẵng về và tham gia chương trình này. Và thật sự mà nói là một hạnh phúc, tại vì được tham gia, được ủng hộ cho chị mình. Và các bạn ơi, các bạn nhớ là tối hôm nay cũng như là những ngày sau, các bạn nhớ ủng hộ thật là nhiều cho chị Đông Nhi nha các bạn. Rồi, là chúc cho bạn có một buổi tối sinh nhật thật là vui vẻ bên cạnh Vương Kiến Huy, bên cạnh gia đình và bạn bè của mình nha. Alright, happy birthday Thần Tú Quỳnh. Tại vì mỗi năm thì dù mình không có đi diễn, mình phải dùng một ngày